Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Đức Vũ. Tại mình đang đi bộ và mình muốn chia sẻ với bạn là một số cái hình ảnh lá vàng mùa thu, quang cảnh của Mỹ ở đâu nó cũng bình yên vậy. Đồng chiều thấy cái cây, cái cây đẹp. Buổi chiều ở Mỹ. Đang đi trên đường cảnh vàng, lá vàng. Quay lần trước nha. Đây là cái đường dành cho xe đạp nữa bạn, dành cho xe đạp đi, dành cho xe đạp. Đây là thư viện. Buổi chiều hừng nắng. Bên đây là một số cái nhà townhouse, townhouse là nhà nó liền nhau hết mà. Ở bên trước là cái trạm xe buýt, những cái trạm nhanh thì nó không có cái cột để đứng các bạn, hay xin lỗi, không có một cái nhà để ngồi, nó thì là top bus stop thôi. Cái xe 503 Vista là bus stop mà. Còn đây là cái chỗ mà để đi qua đường. Mọi người lưu ý là chúng ta mà chỉ cần bước vô cái màu vàng thôi là xe nó dừng lại liền thôi. Đi rồi. Ôi kìa, có xe đẹp quá trời luôn. Xe đẹp quá à. Lâu lâu ngoài đường thấy mấy xe đẹp. Đó, bên kia là nhà townhouse nè. Cảnh buổi chiều. Rất tiếc là quay bằng LG nhưng mà nó cũng đẹp hết chứ. Cũng thấy lên hình cũng đẹp hết. Đây là townhouse đó bạn. Nó liền liền nhau, nó có quay 1 2 3 4 5 6. Đó, cái là 6 căn nó liền kề nhau. Cái kia nó có 4 3 căn nè bạn. Đây là 1 2 3. Này nó có 3 căn nè. 3 căn liền nhau. Thấy không? Nhà này là mới nha các bạn, townhouse mới. Townhouse mới nha. Thấy không? Trước cái này là nó có gara luôn đó, nó có gara trước luôn nè, gara cái này là hai gara, và gara này được hai xe đó,
này là 3 canh và bên kia là 1, 2, 3, 4, 4 canh. Đó. Ảnh buổi chiều. Đó, đây này. Cảnh buổi chiều đẹp ha các bạn. Đây em thấy là rừng, rừng không nhớ các bạn, giống như là không phải rừng mà là giống như bên đây nó cây cối nó nhiều, sắp sửa mùa đông á, là cây nó rụng lá hết, mùa đông là cây nó rụng lá hết rồi. Thấy mình ta mình dướng cái bức vàng là người ta xe người ta dừng liền đó. À, bên đây là một cái nhà hometown này. À, cái nhà này là cái nhà hometown. Hometown là một nhà riêng, cái khu này nhà rất là rộng, quá đã rồi. À, mình nói là mùa đông chỉ có mấy cái thông này là nó ok thôi, còn lại mấy cái cây kia là nó rụng lá hết luôn nha. Giờ thì nó chưa có vàng lá nhiều nhưng mà nó chỉ đốm đốm thôi, mai mốt nó toàn bộ nó vàng hết, rất là đẹp. Thì mình dẫn mọi người đi vừa dạo cảnh dạo phố mùa thu rồi ngắm nhà cửa bên Mỹ, thì cho mọi người xem mùa thu như thế nào. Này là chớm mùa thu thôi, các bạn coi là lá quá trời lá, sau này lá nó rụng. Ok, bây giờ thì mình xin chào tạm biệt quý vị các bạn, xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã luôn ủng hộ kênh của Đức Vũ. Xin chúc cho tất cả quý vị các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Ok, bye bye. Hẹn gặp quý vị các bạn trong các video tiếp theo nha. Bye bye.